ngồi đáy giếng. Khát quá, đi cả ngày trời mà không kiếm ra nước, chết mất thôi. Trời ơi, biết bao giờ mới có mưa đây. Ớt xanh, anh ngồi đây làm gì thế? Nắng hạn cả tuần nay làm sông suối trong rừng cạn cả rồi. Tôi khát nước quá. Anh có biết chỗ nào có nước không? Chỉ cho tôi với. Tôi cũng đang đi tìm nước đây. Khát quá đi mất. Chắc phải đi hết ngọn núi này. Nghe nói ngọn núi bên kia có hồ nước rộng lắm. Đi hết ngọn núi này sao? Xa thế. Đành vậy chứ biết sao. Ở đây thì chỉ có chết. Anh có đi với tôi không? Nhưng mà... xa thế, tôi không đủ sức. Thế tôi đi một mình vậy. Chào anh. Ấy ấy, chờ tôi với. Tôi sẽ đi cùng anh. Sắp đến nơi chưa? Sao lâu thế? Tôi sắp kiệt sức rồi. Chúng ta mới đi được một quãng ngắn thôi. Phải cả ngày nữa mới đến. Cố lên. Hả? Cái gì? Mất cả một ngày nữa ư? Xa thế thì đi sao nổi? Không chừng chưa tìm được nước đã chết vì mệt ấy chứ. Nếu ở đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy sao không cố gắng dựa vào chút hy vọng cuối cùng này? Đi thôi, cố lên nào. Ồ, cái gì thế kia? Chúng ta có nằm mơ không? Kìa, chẳng phải là một cái giếng sao? Đúng rồi, mau lại đó xem thế nào. Nước, đúng là nước rồi. Tuyệt quá, có nước rồi. Mau xuống đó thôi. Khoan đã. Sao thế? Còn chờ gì nữa mà không xuống uống cho thỏa thê? Cái giếng này sâu quá. Nước cũng sắp cạn tới đấy rồi. Có nên xuống không? Ui dào, có nước là mừng rồi. Còn nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Có nước đúng là mừng thật. Nhưng chị e xuống đó rồi. Sống được hôm nay, nhưng không qua nổi ngày mai đâu. Ý anh là sao? Anh nhìn xem, nước cạn đến đấy rồi. Chỉ một hai hôm nữa là hết. Hơn nữa, giếng sâu hun hút thế này, làm sao mà lên được? Chẳng phải là sẽ ngồi chờ chết sao? Ui dào, anh đúng là khéo lo xa. Chỗ nước ấy ít ra cũng dùng được một tuần. Khi trời mưa, nước ắt sẽ dâng lên, kiểu gì chả thoát được. Nhưng nghe nói hạn hán kéo dài cả tháng trời. Nếu không vì thế, tôi đã chẳng cất công sang khu rừng khác. Tôi chỉ biết là hiện tại tôi muốn uống nước. Anh không uống thì thôi. Anh cứ đi tìm hồ nước của anh đi. Đừng mà. Nước mát và ngon lắm. Xuống đây đi ít nâu. Rồi anh sẽ phải hối hận ít xanh ạ. À. Đã 2 tuần rồi, sao không có mưa nhỉ? Mình sắp chết khát rồi, phải đi ra khỏi đây thôi. Chết rồi, giếng cao quá, làm sao lên được bây giờ? Lẽ nào mình chịu chết khô dưới đáy giếng này sao? Biết thế, mình nghe theo lời của ít nâu có phải tốt hơn không? Chỉ vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi cả tính mạng. Bà ơi, cháu về thăm bà đây. Khỏe không cháu? Nào, vào nhà đi. Bà nghe nói dạo này công việc của cháu rất bận, sao ngày dưng lại về thăm bà được thế này? Cách đây vài năm thì thế bà, nhưng hiện giờ công việc không được tốt, nhân viên chúng cháu ít khi có việc, công ty lại chuẩn bị cắt giảm biên chế, cháu đang rất lo. Làm việc cứ cố hết sức mình, cháu sẽ được ghi nhận thôi. Còn nếu công ty khó khăn cần giảm biên chế thì mình cũng phải thông cảm cho người ta. À, mà dạo này thằng Huy có khỏe không cháu? Lâu rồi bà cũng không thấy hai đứa cùng về chơi.
Sao? Có chuyện gì với thằng Huy hả cháu? Anh ấy đề nghị chia tay với cháu. Anh ấy nói không còn tình yêu dành cho cháu nữa. Cháu đau khổ quá bà ơi. Sao lại thế? Hai đứa đang rất tốt đẹp cơ mà, còn chuẩn bị cuối năm làm đám cưới nữa. Sao nó chia tay là chia tay luôn? Không, cháu nhất định không chia tay đâu bà. Anh ta đã khiến cháu đau khổ thế này, cháu nhất định không để anh ta toại nguyện đâu. Tình yêu cháu vun đắp suốt 5 năm qua không thể nói chia tay dễ dàng như thế được. Nhưng tình cảm cũng khó nói lắm. Khi người ta không còn tình cảm với nhau thì không thể gượng ép được. Không, cháu yêu anh ấy. Cháu đã từng nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc của chúng cháu với những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu. Nhất định cháu không chia tay đâu bà. Cháu ở đây với bà ít hôm để bình tâm trở lại, rồi cháu lại trở về với công việc và quyết giành lại anh ấy. Nước sôi rồi, để bà đi hãm ít chè mạng, bà cháu mình cùng uống. Dạ, để cháu đi lấy cốc. Cháu cầm cốc lên để bà rót trà nào. Bà để cháu rót cho. Không, hôm nay bà phải rót. Hôm nay lạ thật. Có nóng không cháu? Dạ, hơi nóng ạ. Thôi được rồi đấy bà. Á! À! Ui da! Sao thế cháu? Mắt bà kém quá. Nước tràn ra tay à? Dạ, nước vừa đun sôi nên nóng lắm bà. Bà, mà bà nhìn thấy mà. Thấy nóng vậy, sao cháu không buông cái cốc ra từ sớm, lại để tới lúc nước tràn ra tay, tự gây bỏng cho mình mới chịu buông tay? Cháu cứ tưởng bà biết lúc nào nước đầy thì sẽ thôi không rót nữa. Bà không cầm cốc nên không thể biết được nước nóng đến mức nào. Bà cũng không phải chịu nóng tay như cháu, nên bà sẽ không biết chừng rót lúc nào. Cháu là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, tình yêu cũng vậy. Cháu phải biết khi nào cần phải buông nó ra, mà điều đó chỉ có cháu tự biết, tự làm. Đừng quá cố chấp để bản thân chịu tổn thương quá rồi mới chịu buông tay. Bà chỉ khuyên cháu vậy thôi, cháu ạ. Bà! Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng được như ý mình. Chúng ta luôn cố gắng hết sức để nắm giữ những thứ tốt đẹp. Nhưng khi nó không thuộc về ta nữa, chúng ta cần biết buông tay để nó đi vào quá khứ. Đó là cách bảo vệ trái tim của chúng ta khỏi những khổ đau dằn vặt, và là cánh cửa cho một tương lai mới. Bà ơi, cháu hiểu bà muốn nói điều gì. Bà yên tâm, cháu của bà sẽ không cố chấp để chịu đau thêm lần nữa đâu ạ. Thế bà mới yên tâm. Nào, để bà bôi thuốc vào vết bỏng cho. Ngày mai sẽ khỏi ngay thôi. Cái gì thế nhỉ? Thư của mèo Muôn nhờ tôi gửi cậu đấy. Nếu có trả lời gì thì chiều tôi sẽ qua lấy. Tôi đi đây. Cảm ơn anh Quả nhé. Anh Vàng thân mến, nếu anh rảnh, mời anh Hạ Cố về nhà tôi chơi một lần. Vừa ngắm cảnh nơi làng quê, vừa hít thở không khí trong lành, không biết ý anh thế nào. Chả mấy khi được mời. Tội gì mà không đi chứ. Xem cái nơi làng quê ấy nó thế nào. Anh Vàng, tôi chờ anh mãi. Nhà tôi ở kia kìa. Tối cậu ngủ ở đây sao? Ừ, anh ăn đi cho đỡ đói, rồi tối ngủ ở đây với tôi. Ở đây tha hồ mà hít khí trời. Chỉ có cơm cháy với cái đầu cá bé tí này thôi sao? Thôi thôi, tôi không ăn đâu. Cơm ngon thế này mà không ăn sao? Chủ nhà cho mà tôi không dám ăn, để dành đãi anh đấy. Tôi không hiểu sao cậu có thể sống cuộc sống bần hàn thế này mãi được. Thật là tẻ nhạt. Thì có chỗ nào để đi đâu. Thế trên anh có gì hay? Này nhé, chỗ của tôi có biết bao đồ ăn ngon. Nào cá, nào thịt, nào tôm, tha hồ mà đánh chén. Ôi, thật thế sao? Ừ,
Chỗ ngủ thì vô cùng ấm áp, không phải chịu mưa nắng, thỉnh thoảng còn được chủ nhà dắt đi dạo cơ. Ôi, tuyệt thế! Chả bù cho mình, suốt ngày dầm mưa dãi nắng, ăn uống cơ cực. Nào, đi với tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa nhớ đời. Thế thì còn gì bằng? Chà, thành phố có khác, nơi ở của anh tuyệt thật đi, vào đây với tôi. Chào ơi, trước giờ tôi chưa từng được ăn những món ngon như thế này, anh sướng thật đấy. Để tôi canh chừng cho, cậu cứ ăn thoải mái đi, có người vào tôi sẽ báo. Canh chừng? Là sao? Phải canh chừng chủ nhà chứ sao, cậu nghĩ người ta cho mình ăn tự do thế hả? Đúng là đồ ngốc, còn không ăn đi. Này, con kia! Có người đến, chạy thôi. Lạ thật, mình vừa thấy tiếng động gì mà. Ngày nào anh cũng phải trốn chui trốn lủi như thế này sao? Phải thế thì mới có đồ ngon mà ăn chứ. Bà ta đi rồi, mình lại ra ăn thôi. Nhỡ bị bắt gặp nữa thì sao? Ui dào, không sợ đâu. Cùng lắm là bị ăn đòn và bị phạt nhốt trong kho một ngày thôi. Bù lại được ăn ngon, tôi quen rồi. Nào đi, tôi đã hứa chiêu đãi cậu một bữa mà. Thôi thôi, bữa ngon đâu chưa thấy, chưa gì đã bị một trận rụng cá tim rồi. Sao yếu bóng vía thế, cứ ở đây với tôi vài ngày, nhiều trò vui lắm. Cuộc sống ở nông thôn an bình xem ra hợp với tôi hơn, tôi đã quen thế rồi. Ở đây tuy hào hoa lộng lẫy, nhưng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Tôi chịu thôi, tôi xin phép về đây. Ơ kìa, cái cậu này lạ thật đấy. Đúng là khổ quen rồi, giờ sướng quá không chịu được đây mà. Quẳng tù tì, ra cái gì, ra cái này. Chết này. Quẳng tù tì, ra cái gì, ra cái này. Chết này, chết này. Quẳng tù tì, ra cái gì, ra cái này. Quẳng tù tì, ra cái gì, ra cái này. Chết này, chết này. Thua mất rồi. Lần này mình sẽ trốn thật kỹ để cậu không tìm ra. 5, 10, 15, 20. Chưa xong đâu nha. Ôi da, cái gì thế nhỉ? Ôi, một chú chim. Dễ thương quá. Ta sẽ mang mày về nuôi nhé, chim nhỏ. Vũ ơi, đừng trốn nữa, có cái này hay lắm. Mẹ ơi, mẹ không cho phép con bắt chim non để nuôi đâu nhé, nghe chưa? Thế này thì mẹ lại mắng mất thôi. Nhưng mà con chim tội nghiệp này, mình giải thích cho mẹ, biết đâu mẹ lại đồng ý. Mà mình có làm gì sai đâu, mình tin là sẽ thuyết phục được mẹ. Nhưng mà cứ để nó ở đây, vào thuyết phục mẹ đã. Ngoan nhé, đứng đây chờ ta một tí. Thật ạ? Mẹ đồng ý cho con nuôi ạ? Sao mẹ lại không đồng ý? Lần này là con cứu nó, chứ không phải con bắt nó như lần trước. Con chẳng nói con đang làm một việc tốt là gì. Hoan hô mẹ, con biết mà. Thế con chim ấy đâu? Kia kìa mẹ. Hả? Chim, con chim đâu rồi? Rõ ràng con để nó ở đây mà. Thế con không nhờ ai giữ nó sao? Nó chưa biết bay mà mẹ. Trời, dừng lại, con mèo khốn kia. Tao đã hại mày rồi, chim nhỏ ơi. Vì con để nó ở ngoài một mình nên mới ra cơ sự này đấy. Con đã định mang nó vào, nhưng con... Con đã nói, con tin là con làm đúng và thuyết phục được mẹ. Thì lý do gì con không mang theo chú chim? Những việc bản thân mình thấy là đúng thì đừng do dự. Phải quyết định ngay, không để mất đi khả năng thành công của mình. Con hiểu rồi mẹ ơi, con sẽ không mắc sai lầm nữa đâu mẹ. Thank you.
like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.